laptop đã bật, game đã chạy, đồng đội đang hò hét nhưng microphone của bạn vẫn mãi im lặng thì phải làm sao? Hãy đến WinGuide Store hướng dẫn bạn nhé. Cùng bắt đầu thôi nào, đơn giản lắm đấy, đảm bảo xem xong làm được ngay. Đầu tiên bạn dùng tổ hợp phím Windows F để bật khung tìm kiếm trên Windows. Tiếp sau đó nhập vào khung với Privacy Setting và chọn Open để mở bảng công cụ. Tiếp tục chọn vào mục Privacy và Security. Sau khi đã chọn vào mục Privacy và Security, bạn nhìn sang phải và tìm đến bảng công cụ Microphone. Tại trang công cụ Microphone, bạn sẽ thấy được những ứng dụng đang cần dùng đến Microphone. Trên tai nghe bạn chỉ việc gạt sang Off và bật On lại để reset lại các kết nối. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy theo dõi chúng tôi để có được những video hay hơn nha.